How was your holiday? It's very fun. Very it's very fun. How con đi Đắk Lắk cô. How fun is it? Oh, you visited Đắk Lắk. Okay, very good. Who was on holiday, like somewhere else besides your home country? Like, who traveled to another place in the holiday? Có bạn nào đi du lịch ở một nơi khác không? Hay là các con ở nhà? Okay, so I heard someone was visiting Đắk Lắk, right? For me, I don't think I can handle the busyness when everyone was like traveling. Everything is so busy and very crowded, right? So I stay at home. So do you? Did you stay at home or did you visit somewhere else? Đặng Thị Minh Ngọc. Okay, con đi Đắk Lắk. Thứ tư con mới về. Thứ tư á? Thứ tư tuần nào? This week or next week? Ơ con nghe cô không? Có đúng không? Các con có đi đâu không? Có đi đâu vui không? Có thể kể cho cô không? Cô chả đi đâu à? Cô chả biết kể cái gì. Cô chỉ ở nhà thôi. Ở nhà và đi chơi với các bạn. I stay at home and I went out with my friends for a coffee. Just like that. I'm not visiting anywhere else. My intention was to visit Hải Phòng. But it is very crowded there, so I decided to stay at home. I will think of like another time to travel, but not right now. Not during the holiday. It's so crazy. It's better to stay at home. It is better to stay at home. And it's much safer, I think so. Okay, hôm nay chúng ta sẽ vào luôn. Chào mi. Được nhạc ấy nhở? Ok, hôm nay con sẽ cho con ôn lại các sample nha. Ok, chúng ta sẽ vào quiz luôn. Chuẩn bị sẵn sàng nào. Team or classic? Classic đi. Hay team nhỉ? Team hay classic nhỉ? Hay con thích cái gì? Classic nha, classic chơi individual thôi nha. Chẳng thấy các bạn nào nói gì. Ok. Con vẫn được mở mic mà. Trời ơi, tắt mic của con đâu. Okay. So I have put the link in the chat box. So okay, wait for me 1 minute. Okay. If you cannot like get into the quiz by the link, you can use this code. Okay. So we will be revising some of the like past simple verb. It is both regular and irregular. So let's test your memory. Có bạn nào ở bên ngoài mà chưa vào không nhỉ? Okay. Ôi, các con đã thi xong hết chưa? Các con đã thi xong hết tất cả các môn chưa? Sắp nghỉ hè rồi. Chưa. Tuần sau là con sẽ chuẩn bị thi cuối kỳ. Tuần sau con mới bắt đầu thi mới môn phụ. Tuần sau. Ok. Cô thấy là có một vài trường là đã thi hết tất cả các môn phụ rồi. Chỉ có đợi các môn chính thôi là thi thôi. Con thì đúng, thi đúng môn chính vào tuần sau luôn cô. Môn toán giáo dục công dân này. Đúng 1/7 đi chưa? Con mở thi đúng 1/7. Con làm ok sao? Hello. Ok. Hello. Mai con mới thi, đúng là mai. mai mới thi. Ok, Minh Ngọc, tiếng Việt 10, toán 10.
Có nghĩa là bạn Ngọc vẫn đang học lớp 1 à? Chưa con, cô. Có phải Ngọc, bạn Ngọc vẫn đang học lớp 4. Ok, thế mà bạn được lớp mình rất là giỏi. Ok, cô thấy có bao nhiêu 18 bạn rồi? Thôi, cô bắt đầu nha. Bắt đầu nhá. Ok. Bài này cũng phải là để kiểm tra xem là mức độ nhớ bài lớp 5 như thế nào. Cao đấy, đợi các bạn chơi xong hết đợi các bạn hoàn thiện.
Cảm ơn các bạn mới bạn làm thật này. Sao hai bạn này lại có dấu sao mà trở lại? À, Bình An làm xong rồi sao vào lại đúng không? Chơi thế nào? Hay giờ. Có hai bạn này, cô đang muốn ba bạn này. Cô con bị tổn hại rồi, cô được mặt ta không à, của em đi. Quen á, thôi quen đây. Mình rất là đồng ý với bạn em đi là phải. Rồi, em. Lần sau vào một là không gặp cô. Lần sau cô bấm giờ, lần sau cô phải bấm giờ mới được. Cái này thì cãi nhau nữa. Cần trầm cảm đấy cô. Cảm ai là cướp nhà tôi rồi. Okay. Tôi còn đang cái buổi 1 rồi mà cô lại làm như vậy. Buồn chết. Ok, chúng ta sẽ check nha. Nãy tại vì là con không đọc kỹ đề bài. Không đọc kỹ đề bài. Đề bài nó chỉ thế thôi mà sao lại phải cần đọc kỹ nữa con nhỉ? Mình chỉ cần chiết động từ thôi mà đúng không? Không, ý okay. Con là hơi nhầm, hơi ban lát xíu nên là bấm nhầm. Bấm nhầm à? Bấm là tục hết streak xuống tục hẳn luôn. Thế nhờ, ok. Rồi chúng ta xem nhá. Chúng ta có động từ work là theo quy tắc cho nên chúng ta sẽ thêm ed. 20 years for 20 years. Ok. He win là động từ bất quy tắc. Nếu mà các con đã học cả cái P2 gọi là gì nhỉ? Phân từ 2 thì mình hay đọc là win 1-1 ấy. Win 1-1. Cô hay đọc như thế, cô đọc hay đọc cả 3 từ luôn để mình nhớ luôn. Kể cả về sau mình dùng ở trong thì hiện tại bằng thành ấy thì mình cũng nhớ được luôn á. Rồi, go, when và gone đúng không? Go, when, gone. When là cột số 2 có nghĩa là chia cho ở thì hiện ở thứ đơn ấy. Đấy, mình chọn when. Discover. Discover chúng ta sẽ không nhân đuôi error giống như câu này đâu nha. Chúng ta sẽ chỉ thêm ed thôi. Đây là động từ theo quy tắc. Columbus đã khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Cô không biết là thông tin này có đúng không, mặc dù là mình được dạy như thế đấy. Nhưng mà theo như lịch sử đúng ấy thì nó không đúng cho lắm. Columbus, cô không biết là Columbus là người khám phá ra hay là Columbus là người xâm lược cái vùng đất này. Đấy, đấy là vấn đề. Có khá là nhiều tranh cãi ở đây. Okay, my friend worked very hard on this presentation. Giống câu 1 đúng không? Là worked. My sister finished. Okay, thêm đi. Đây là động từ theo quy tắc. The baby smiled at me an hour ago. Okay, smile cũng là động từ theo quy tắc. Tuy nhiên nó đã có chữ e rồi nên mình chỉ cần thêm chữ d nữa thôi là đủ. Okay. This one baked cũng là động từ theo quy tắc. Thêm d. I study này nó cũng theo quy tắc nhưng mình phải biến đổi một tẹo bởi vì đuôi nó là chữ y dài, biến nó thành y ngắn và thêm ed chúng ta có study. Okay. Sure, played. Okay, played thêm ed. Đừng nhầm lẫn giữa study này và play này nhá. Cái chữ y dài nó ở vị trí khác nhau ấy. Okay, it stopped. Câu này thì chắc chắn là mình thêm phải nhân đuôi, nhân đôi cái chữ P ở cuối rồi. Bởi vì là chữ O này là nguyên âm bị kẹp giữa hai phụ âm. Nên chúng ta phải nhân đôi cái phụ âm cuối. Sau đó thêm ED. My friend opened. Open thêm ED. Ok, cái này các con biết rồi đúng không? She didn't plan. Đây là câu phủ định. Nên chúng ta phải dùng trợ động từ did. Did not, viết tắt là didn't. Và khi chúng ta đã có trợ động từ rồi thì động từ sẽ không chia nữa và để nguyên thể là plan. Did you see? Ok, chúng ta không thể chọn so được nhá bởi vì chúng ta có trợ động từ did rồi, đúng không? Why did she call chọn câu bình thường này. Ờ, xong, hết rồi. Ok. Cái đó là sự nhìn nhầm. Đang bay lắc. Okay. Chúng ta xem là các bạn bị sai câu nào nhiều nhất. Chọn từ code thì nó lại đúng. Ok. Toughest question là câu nào? Đây là các câu các con sai nhiều nhất này. Why did she call? Ok. Call
chúng ta có chậm từ Tết rồi, đúng không nào? Đó, ok ok. Xong. Không muốn làm một quiz nữa không hay chúng ta vào bài nhỉ? Thôi vào bài đi. Vào đi vào thôi bài. Mình nhà bài cô. Chơi bộ mệt. Chơi bộ mệt không chơi nữa. Học chăm chỉ. Mệt đâu cô. Mệt đâu cô. Ok, so lesson 2 the được great fire on the net. Học chăm chỉ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào một cái bài này. Nó có liên quan đến một sự kiện lịch sử nổi tiếng, tất nhiên là không phải ở nước chúng ta mà ở nước Anh. Ok. Đây là một sự kiện lịch sử. Nhánh đói hả cô? Đó, thì chúng ta sẽ xem là có cái gì xảy ra trong sự kiện này nhé. Ok. Nạn đói hả cô? Nạn đói à? Chúng ta nhìn xem. Ok, let's look at the picture. What happened here? But first, we need to match the words come to the correct the picture. Please. Okay. Come on, match. So we have six words, right? Okay. I want to match, please. Okay, so I will call six of you. Okay. Me, please. Okay, who wants to do this task? Please. Bye. Me, the chat box. Me. One time. I just see a few people will raise their hands. Raising us. One, two, three, four, five, six. Oh, it's. Miss, mi gọi mấy bạn mà cỡ có giơ tay đi miss. Đây nè, 1, 2, 3, 4. Đây, cô đang nhìn ở trong chat mà con. Tất nhiên cô sẽ chưa thể gọi hết được trong một bài này. Nhưng mà cô có nhiều bài mà con yên tâm đi. Đấy, đủ 6 luôn cô. Đủ 6 bạn giơ tay ở trong participant luôn cô. Tại sao cô không mời mà cô mời trong chat là sao? Cô có khá là nhiều tab để nhìn vào ấy. Cho nên là không chịu cô chỉ có thể nhìn được một chỗ thôi. Không, chị. Có bạn nào nữa nhỉ? Toàn là những bạn này mà cô vừa gọi mà. Tố Uyên. Lướt nãy thì thấy tên của bạn mới. Thôi, chị. Con viết chữ đi được không? Thôi nữa, được. Kể đi. Hoặc là con viết là con nối. Jasmine thì cô thấy rồi. Buổi nào con cũng nối mà con không biết là hơi lười nhá. Okay, so in this picture we have five objects. They can be a person or a thing or even an animal, right? So let's see. We have building, a crowded street, a fire, a rat, a sick person, and wood. Okay, okay. Okay, so I can see a building. A building, it is A, right? Okay. A crowded street. E, okay. Đức An, a fire. Yes. A rat. Okay, cô, very good. Con nghĩ là a sick cô xếp lấy a fire thì... Con nghĩ cô xếp a fire vào cái đoạn này thì sẽ đẹp hơn cô ạ. Chứ chứ xếp vào cái này là khói thì phải smoke mới đúng. À, con có thấy không? Thực ra là cái B này nó tượng trưng, nó đặt ở đấy thôi. Nhưng mà con nhìn ở đằng xa, con sẽ thấy là đằng xa này cũng là đang cháy đấy. Thì đấy, cô đây là để mới đấy có sẽ đẹp khói hơn. Đúng không? Ờ, cô hiểu. Còn để đây thì nó lại người ta nghĩa smoke nhiều hơn là fire. Nhưng mà chúng ta không có từ smoke ở trong 6 từ này đúng không? Chúng ta vẫn có thể hình dung ra được. Ok, so không có lửa thì làm sao mà có khói không? Có cái câu đấy. Okay, a rat, a sick person, and wood. Okay, very good, very good. Okay, so can you imagine what is happening in this picture? So this is like a street with buildings and a lot of people on the street. There are, you know, sick people and healthy people, like everyone in this city. And there is a big fire afar. Okay, so this is like, I think it is very tragic, like tragic event that happened in London. Okay, let's see. Rồi, đúng rồi đó.
đúng rồi đó, chúng ta chỉ Track nghe 1.36. A. Buildings. B. A fire. C. A rat. D. Wood. E. A crowded street. F. A sick person. Ok, rồi các con đã làm rất là đúng bài này rồi. Cô hỏi một tí là cái rat này thì nó khác gì a mouse? Các con biết không? Con nhớ ông nhầm thì a mouse sẽ... nhưng có bạn muốn nói thì con thôi, con sẽ nhử các bạn. Có bạn nào nói? Đâu? Bạn nào nói? Các bạn nào nói thì cứ nói thôi, sao? Sợ gì? Các con không nói nữa. Ra rồi. Các con nghe cô nói, sao cô không nghe các bạn nào nói vậy nhỉ? Không ạ. Con nghĩ là con bật nghĩ của bạn này. Ok, rat chúng ta nói về chuột cống đúng không? Như kiểu là nó khá là bẩn ý. Đấy, còn mouse thì nó là con chuột, có thể là con chuột hamster thì mình cũng gọi là con mouse. Ok, rat thì nó thường là... Rat là nó... con chuột cống. Đúng rồi, nó kiểu như là hạ cái sự sạch sẽ của con chuột xuống một chút ý. Nhiều khi nếu mà con xem phim thì rat người ta cũng hay dùng như kiểu để gọi là để nói về một những cái người mà người ta không được tốt đẹp cho lắm, hoặc người ta rất là có những cái tính xấu ấy, thì người ta cũng bị gọi là rat đó. Ok, rat thường là rat là chuột chuột thú chuột cống sao chuột chuột cống đúng rồi. Ok, tất nhiên là rat mouse thì là chỉ chung, nhưng mà rat thì nó có vừa có nghĩa đen là chuột cống, có nghĩa bóng nữa thì là chỉ những cái người mà không có đức tính, không được tốt đẹp cho lắm. Ok rồi, chúng ta có hai cái tính từ là crowded là đông đúc này, và sick là bị ốm đúng không, ốm yếu. Ok, so in task 2 let's look at the pictures A to D. What can you see? Ok, I will need someone. Ok, bạn nào có thể miêu tả cho cô bức tranh? À, các con nhìn thấy cái gì? Có thể nói cho cô tất cả mọi thứ mà con thấy ở trong. Gọi bạn nào bây giờ nhỉ? Ok, cô gọi bạn Hoàng Giang xem nào. Ok, chờ cô gọi nhá, cô gọi lần lượt nha. Nếu mà cô thấy vẫn chưa đủ thì cô sẽ gọi. Ok, Hoàng Giang, what can you see in picture A? I can see... Ừ, ok, đấy. Cô bảo bạn ấy chỉnh lại cái mic đi cô, hơi vọng ạ. Ổn rồi. Đâu nhỉ? Ok. Ừ, đúng rồi, nó hơi vọng thật. Ok, you can see boats, right? Yes. Là những cái con thuyền này đúng không? Đúng rồi, con thuyền nhỏ. Ok, what else? Many buildings. Ok, many buildings. Many buildings from afar. Okay, very good. Yes. And where were the boats? Where and were the boats? The boats, the boats were on the river. Okay, okay, đúng rồi. Chúng ta nhìn thấy một đám cháy to, a big fire. A lot of buildings from afar and a lot of boats on the river. Okay, very good. Thank you, Hoàng Giang. Do you have anything else to say? Broken bridge. And a bridge. Okay, here is the bridge. Okay, anything else? Are you finished? Maybe. Okay, thank you. Okay, very good. Con kể được gần hết rồi, rất là giỏi. Okay, you can see a city, there's a fire, and peoples are in the boats on the river. And there is a big bridge. Chúng ta quên chưa kể là có rất là nhiều người cũng đang ở trên con thuyền này đúng không? Trên con thuyền đó. Ok, picture B. Hiệp Phạm. Right, are you here? Can you tell me what here. You... yeah, what can you see in picture B? I can see buildings. Um...
I see towers. A tower. Okay. Very good. And on the left and the right of this tower, what do you see? A building. Okay, we can see buildings. Right, very good. And what is this small object on the tower? On the tower. What is it? What color is it? It's yellow. It's yellow? Okay. What is it? Okay, it is gold. Okay, it's golden. Okay, so we can see a tall building. Maybe we can say that this is a building or a tower. And it has something gold on top of it. And there are two big white buildings on the left and the right of the tower. Okay, very good, Hiệp. Con tên là Hiệp, đúng không? Hay là đây là... Tên con là Hiệp, đúng không? Phạm Danh Hoàng Hiệp ạ. Okay. Phạm Danh Hoàng Hiệp ạ. À, con là em của Giang à? Đúng không? Của Hoàng Giang, đúng không? Okay, okay, rồi. Giỏi, rất giỏi. Okay, picture C. Con picture C, cô. Con thì con. Con là ai? Được à, okay. Yes? I see a red bus. Is I think it's a decker, a double decker bus. And very a good. Tree. And a palace, a very large palace. And I think it is a Buckingham Palace. Buckingham Palace? Yes. Wow, I very good. Okay, you think it is Buckingham Palace? Okay, and yes. This is and this red bus is like a very famous symbol of which city? Of England. I think it's a double decker bus. Double decker bus. Very good. Okay. Okay, so this is not a palace. It is a church. It is a church. Okay, so we can see a bus. A double-decker bus on the road and some trees, right? Okay, very good. Nhưng đây không phải là cung điện Buckingham nhá. Okay, and last one, last picture. Who can tell me? Nguyễn Linh Chi. Like, what can you see in the last picture, in picture D? Right here. I don't know. You don't know? Yes. Okay. Thank you. Vũ Thùy Dương, are you there? Okay, what can you see in picture D? Có thể con bật mic rồi đúng không? À, chưa bật. Bật lại nè. Oh. Bùi Lan Phương vậy. Are you there? Lan Phương. Okay, hello teacher. Hello. What can you see in picture D? Just tell me everything that you can see in this picture. I can see a city, many buildings. You can see the city with many buildings, okay? Anything else? I can see a mountain. Okay, we can see mountains. Ôi cô, bây giờ có blockit không cô? Có. Okay, Lan Phương, are you finished? Is that it? À, cái dòng sông là gì nhỉ cô nhỉ? River. Đây này, từ river này. Ở trên câu 1. Okay, we can see a river. Very good. Okay, so we can describe this, right? This is an old picture. There are a lot of buildings and some are churches, right? Churches. Chúng ta có những cái nhà thờ đấy. Okay, church. Okay, some building has name. Có một vài tòa nhà có tên hả? À, okay. Đây là bức tranh cổ đúng không? Đó. Tên đây là... Ở London sửa khôi là đúng rồi đấy. Thế thì kia xong thêm rồi cô ạ. Cũng có lý.
Nhưng mà có phải là sông Thames là dòng sông duy nhất ở ở ở Anh không, ở London không? Nhưng mà nó kiểu nó nổi tiếng nhất đấy cô, nó là bức tranh cổ, nó là nó luôn cái kiểu quan trọng nhất, cái nổi chính nhất ra chứ không luôn cái cụ việc ra đâu cô. Ok, rồi đúng đúng đúng. Có lý. Rồi, chúng ta có bốn bức tranh này. Chúng ta thử nhìn toàn cảnh xem và xem là chúng nó có gọi là có cái mối liên kết nào với nhau không. Các con thử nhìn xem. Chắc chắn là có. Is there any connection among these four pictures? I think nó có thể thể hiện dòng thời gian này hoặc là một cái gì đó, một cái event nào đó liên quan đến nhau. Đức An, con nói được đúng không? Con thử nói giúp cô xem nào. I think picture A, picture D is same. This picture D is first, then picture A, and then picture B and C is the last. Oh, picture, right. Why I said it, the picture A, D, because picture when the picture is happen is it's very hard, it's very dangerous. So, cause have been some. I don't know, but I'm 13 years to rebuild the London again. Wow, giỏi. Rebuild, tái xây dựng lại đúng không? Có nghĩa là có thể ban đầu thành phố rất là bình yên này, sau đấy thì có một cái sự kiện kinh khủng xảy ra và sau đó thì chúng ta có những tranh B và tranh C là hiện tại và mọi thứ đã được xây dựng lại đúng không? Có lý nhỉ? Ok, vậy chúng ta thử nghe xem là bạn Đức An, bạn đi đoán được có đúng không nhé? Ok. Cô sẽ thôi, lần này chắc cô không để cho con viết ở trên bảng nữa, con sẽ viết ở trong chat nhé. Chúng ta sẽ nghe và sắp xếp xem là bức tranh nào trước, bức tranh nào sau nha. Có thể là theo dòng thời gian đúng không? Chúng ta phải nghe mới biết được. Track 1.37. Good morning everyone. I'd like to tell you about the Great Fire of London. Do you know when it was? Well, the Great Fire was in 1666. Look at this first picture. You can see the River Thames and the City of London before the fire. It was smaller than London is today. There were a lot of tall buildings and the houses were close to each other. The streets were often very crowded. The second picture shows the city on fire. The fire travelled very quickly because the buildings were made of wood. Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river because fire doesn't usually cross water. They were safe there. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St. Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Okay, so that is the end of the recording. So can you guess where did this conversation take place? Where? Các con có biết là cái cuộc hội thoại này nó đang xảy ra ở đâu không? Thì sao người ta lại nói cho mình từ bức tranh nọ sang bức tranh kia? I think it's in ở đâu nhỉ? It's in a school and it's in class. The teacher said to the students. Ok, cô cũng nghĩ đấy là một ý. Tuy nhiên là mình phải để ý đến cái độ vang đúng không? Con thấy là khi mà cái người nhân vật chính ấy họ nói rất là vang. Sau đấy thì có những họ đặt ra những câu hỏi và mọi người xung quanh kiểu lầm bầm với nhau ấy. Thì nó có thể là đâu hợp lý hơn nhỉ? Cô nghĩ là không phải trong lớp đâu.
ở đâu mà mình lại được học về những thứ ở trong lịch sử như này? School chat. History chat, history class đúng không ạ? History class? No, it is in a museum. Right? Yeah. Right. Wow, ở trong bảo tàng chứ. Ok, và sẽ có một người, cái người nhân vật chính trong đấy gọi là gì nhỉ? Đó biết, đó biết, hướng dẫn viên du lịch đúng không? Tour guide. Tour guider. Ok, cô viết tắt nhá. Ok, hướng dẫn viên du lịch. Ok, so they are in a museum and there is a tour guide talking and presenting this historical event to everyone in that museum. Ok, vậy các con đã viết được xem là mình các bức tranh này nó đi theo thứ tự như nào chưa? Ok, cô đã thấy ở trong chat. Hướng dẫn viên du lịch gì mà hỏi lắm đấy cô? Hỏi á? Lắm luôn cả giáo viên. Người ta gọi là người ta dẫn dắt thôi. Các kiểu như là đây là một cái bảo cái gì nhỉ, cái chết rồi tôi. Đây là một cái nhà thờ rất là nổi tiếng. Các bạn có biết đây là tên là gì không? Xong mọi người kiểu ăn đấy. No. Nó hơi giống cái nhà trắng đấy cô ạ. Cái này thì kiến trúc ngày xưa thì mình cũng không biết được. Kể cả đến bây giờ thì mình vẫn còn một vài tòa nhà của Pháp ở Việt Nam, ở Hà Nội mà, đúng không? Ở vài nơi có kiến trúc của Pháp nữa thì mình cũng không thể cấm họ là phải xây theo kiểu nào được, đúng không? Ok, cô sẽ check những cái thông tin ở trong chat xem đó còn làm đúng nhá. Bạn Trương Khánh Linh làm là DACB. Bạn Bùi Lan Phương làm là DA. Bùi Lan Phương có viết sai chính tả hay sao? Sao lại có hai câu D? Đức A này DACB, đúng rồi. Jerry, bạn Nguyễn Linh Chi viết là DACD. Sao vẫn là DACD, viết sai à? Ok, DACB chứ đúng không? D này, D là cái phần trước khi cái vụ cháy này mọi thứ vẫn rất là yên bình. Chúng ta có dòng sông thêm và những cái ngôi nhà san sát nhau. Các con nghe được là những ngôi nhà này làm bằng gì không? Các bạn nào nhớ không? It is made of wood. Gỗ không? Làm bằng gỗ thì mới dễ cháy như thế kia đúng không? Đấy, sau đó thì chúng ta gặp một vụ cháy rất là lớn. Và mọi người phải sơ tán hết ra chỗ nào mà có nước. Bởi vì là cháy lửa thì làm sao mà động đến nước được đúng không? Sông. Ừ. Ra chỗ nào có nước. Để cô đang nói cho chỗ nào có nước. Thì đây là sông. Ok. Rồi. Sau đấy chúng ta đến câu C. Đến bức tranh C là sau đó thì họ cải tạo mọi thứ lại và họ xây dựng lại một cái nhà thờ. Trong đó có nhà thờ rất là nổi tiếng. Ôi, con biết tên là gì? Biết không? The Cathedral Church. Nghe lại này. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St. Paul's Cathedral. Okay. Bố nghe được. Lúc đầu cô Cathedral. Thánh gì nhỉ? Saint. Thánh gì? St. Paul's Cathedral. À đúng rồi. Cathedral có biết đúng không nhỉ? Đúng rồi. St. Paul Cathedral. Ok, bình thường người ta hay viết là ST này, chấm này, Paul này, Thánh Paul ấy. Đấy, nhà thờ Thánh Paul. Ok, và bức tranh cuối cùng là bức tranh B Paul, đúng không? Đúng rồi, cô. Paul, St. Paul Cathedral. Ok, giống như là bệnh viện St. Paul ấy, con biết không? Bệnh viện St. Paul ở Hà Nội ấy. Đấy. I know it. Ừ, đấy, chính nó, nhưng mà sang kiểu phiên âm, sang tiếng Việt thì nó thành St. Paul. Nhưng mà đọc trong tiếng Anh thì nó là St. Paul. Đấy. À, cuối cùng thì đây họ cũng đã xây thêm một cái tòa nhà nữa. Họ gọi là building. Nhưng mà cái này có tên là gì? Nó có tên là... Nghe tiếp này. It's one of the buildings from the in the fourth picture. It's called the monument. It's in the... Đấy. It's called... The monument. The monument. Đài tưởng niệm. Ok, chính nó. Để tưởng niệm cái gì? Tưởng niệm cái vụ này này. Vụ cháy. Cháy. Đúng rồi. Ok, đó là một vài thông tin.
về cái vụ cháy lịch sử này. Rồi, các con đã làm đúng. Hết rồi. Ok. Chúng ta sẽ học thêm bài này một chút nữa, sau đó cô sẽ sang một cái quiz khác nha. Ok, chúng ta có 6 câu. Cái nhiệm vụ của con sẽ là điền đúng hay sai. Cô cần 6 bạn nha. Cô cần 6 bạn nha. Ủa, bạn Hoàng Giang ơi. Con mất bao lâu để con viết như vậy? Ok, cô gọi Hoàng Giang chưa nhỉ? Chưa đúng không? Mà cô gọi con nói rồi. Thôi được rồi. Rồi, cô bắt đầu gọi đây. Các con đánh vào đi. Các con đánh vào đây đi. Mimi, ôi, mi ít thôi. Con đã có. Rồi, tôi gọi bạn Hiệp là bạn em của Giang nhé. Trời, con đánh hộ em coi gì. Nghĩ là những bạn này à? Để cô xem là trong list bạn của Minh Ngọc này. Trời ơi, cô sẽ gọi các bạn mà chưa được gọi nhá. Hay là không muốn được gọi vậy? Các con có muốn được gọi không vậy? Con đi gọi. Rồi, Hiệp rồi, còn gì nữa? Minh Ngọc không á, thì thôi. Không muốn làm thì thôi, cô lại xóa tên vậy. Buồn thế. Bạn nào? Ơ, Quế Nghịch Thi Atino. Trời. Cao danh lưu đúng không? Ôi, bạn cô ba đâu cô? Xem nào. Trời ơi, cái chat này spam ghê thật. Toàn là những cái bạn này chứ. Hơn 99 tin nữa đấy cô. Cô đặt đi cô. Em sắp trả đầy máy rồi. Sắp trả máy cô. Ôi giời. Ok, cô gọi bạn Linh Chi này. Jerry nhá. Làm câu số 5 cho cô. Ất giá tham nghĩa là nó vào khoảng thời gian đấy hả cô? Đúng không cô? Chứ phải là bây giờ đúng không cô? Nếu không đúng rồi, cái này là gì? Mình đúng rồi. Nên mà khoảng thời gian đấy là chuyển đi biết cỡ ấy cô. Tại vì này biết chuyển đi cũng đúng chứ ấy cũng chả sao. Ất giá tham nó không cụ thể. Không, Ất giá tham là vào lúc đó ấy. Lúc mà đó là cái lúc mà đấy, cô. Biết chuyển đi cũng đúng. Đây cô nói này. Cái này nó sẽ sắp xếp theo trình tự thời gian. Có nghĩa là con có thể nhìn lên câu trước để mình biết được và là vào lúc nào. Đấy không? Nhìn những đoạn trên ý. Cái này coi như là một cái đoạn summary của cái event này. Và nó chỉ ra thành 6 câu để cho con làm thôi. Ok. Cao danh lưu là nó cô nè. Emma có làm được không con? Con có ở đấy không? Lâu lắm cô không được nghe giọng con luôn á. Xem nào, có những bạn nào trong này nào. Hiển có làm được không? Hoàng Đạt, Huỳnh Thiên Phúc, Khả Tuệ, Mai Mai. Rất là nhiều bạn trong lớp nhưng mà chẳng có bạn nào xung phong cả. Cô cũng không dám gọi, gọi xong rồi. Không biết là con có làm không nữa. Em nào đây? Tino ý con là đúng à? Tích cái này là đúng à? Ok, không biết bạn Emma có làm được không? Con có làm được không? Cô hồi nãy con đi chơi, con cũng không nghe kịp đâu. Con không biết gì cơ, con không làm được gì cơ. Con không có nghe cái bài nghe á. Con không nghe bài nghe á. Không, cái này không hẳn lái đâu. Thế thì cô mở lại cho con nghe một lần nữa nhé. Track 1.37. Cô sẽ cho bạn Emma nghe đoạn cuối, nghe bức tranh thứ tư. It's called St. Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. Cô lại từ đầu đi cô. Lại từ đầu à? Ok, thế để chiều. Track 1. Everyone. I'd like to tell you about the Great Fire of London. Do you know when it was? I don't know. Well, the Great Fire was in 1666. Look at this first picture. You can see the River Thames and the City of London before the fire. It was smaller than London is today. There were a lot of tall buildings,
and the houses were close to each other. The streets were often very crowded. The second picture shows the city on fire. The fire travelled very quickly because the buildings were made of wood. Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river because fire doesn't usually cross water. They were safe there. After the fire, the people of London decided to make new buildings from stone, not wood. Look at the building in the third picture. It's a very famous church. Do you know its name? I don't know. It's called St. Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Ok, hết rồi đấy. Thế bạn Jerry điền chữ C ở đây là sao? Là đúng hay sai? Đức An, con có chắc là câu của con là đúng không? At that time, many people lived in boats on the River Thames. Người ta sống ở trên thuyền, ở trên sông Thames à? Họ chỉ ô, nhưng mà cái... Sao con? Chị ơi, mà đúng mà cô vì cái là lố nhố người đang ở trên sông Thames. Nhưng mà họ để xem là nghe lại xem họ có sống ở trên đấy nhá. Cô đang nghi cái từ live. Traveled very quickly because the buildings were made of wood. Can you see all the people in the boats? Many people climbed into boats on the river because fire doesn't usually cross water. They were safe there. Vậy họ sống không? Họ chỉ gọi là tạm thời ở trên đấy thôi ạ. Ok. Rồi, để cô xem tiếp nào. Houses were made of wood. Jerry, sao con lại làm là chữ C? C là sao? Là đúng hay sai? Là chua không? Hình nó như thế thì con làm như vậy thôi. Không, con phải nghe thông tin chứ. Xem là cái nhà thờ St. Paul này, nhà thờ Thánh Paul là đến bây giờ là được bao nhiêu tuổi rồi. Nghe nhá. Cái này thì họ không nói luôn cho mình là bao nhiêu tuổi đâu. Họ sẽ cho mình một cái thông tin để mình phải làm phép tính một tí đấy. It's called St. Paul's Cathedral. It's one of the buildings from the 17th century. You can still see it today. Đấy. Họ cho mình một cái mốc thời gian đúng không? Họ cho mình cái mốc thời gian là cái nhà thờ này được xây dựng vào lúc nào. Đó, thì mình phải trừ thôi, mình phải làm phép tính chút. Hơn 300 năm tuổi rồi. Là đúng hay sai? Ok. Emma là con làm câu cuối là đúng đúng không? Là true đúng không? Lại check nhá. The people of London also wanted to remember the fire. They built the tall building in the fourth picture. It's called the Monument. It's in the street where the fire started in 1666. You can visit the monument when you're in London. Rồi, cái The Monument này, cái đài tưởng niệm này, nó được xây trên cái con phố mà cái vụ hỏa hoạn này diễn ra. Câu 6 là The Great Fire of London started in the monument. Có lý nhỉ? True này. Đây là false đúng không? True. Và cuối cùng là false. Có nghĩa là cái câu cuối nó hơi bị kiểu misinformation một tí đúng không? Không phải là cái trận cháy này nó diễn ra ở cái tòa trong monument này mà nó diễn ra trên cái con phố đấy thôi. Ok. Đấy, mình phải bám sát vào thông tin người ta cho nha. Ok, thế là bây giờ là mấy giờ? Muộn rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp thôi. Cái này chúng ta sẽ hẹn buổi sau làm nhé.
Bây giờ cô sẽ vào cái quiz tiếp theo. Làm một cái quiz xem nào. Possible này trước. Còn sau đấy chúng ta sẽ làm look it tiếp theo. Quizzes trước, sau đó đến look it. Ok. Rồi, cô sẽ gửi link này. Chờ đi. Rồi, chỗ. Bài này nó sẽ khó hơn bài trước một chút. Cô sẽ hỏi kể cả theo quy tắc và bất quy tắc luôn. Nhưng bây giờ con phải viết, không ai cho chọn. Không cho chọn, giờ phải viết. Vào nha. Các con hầu hết là cũng đang học cấp 3 đúng không? Và mình chắc chắn là mình phải nắm được cái thông tin về cách triệu từ thì quá khứ đơn. Ok, tăng cô, em nhắc thật với cô nhá. Em có hẳn một quyển tra từ luôn, có cả cấu trúc. Thế là tốt chứ sao? Các con dùng từ điển hay các con dùng, hay là con tự viết ra hay như nào? Em nói thật với cô rằng em học một nhóm lớp, một lớp nam. Thế là em được tặng quyển đấy. Nó là không, ý cô là cái quyển đấy là đã được soạn sẵn ra rồi gì? Hay là con tự viết hay như nào? Soạn sẵn này. Nó là gọi là quyển từ điển đúng không? Có phải quyển từ điển không? Nó còn có cả cấu trúc cơ. Ờ, ok. Tổng 20 unit. Kiến thức lớp 5, lớp 6 ý. Kiến thức tổng hợp của lớp 5, lớp 6. Ok. Thế tốt quá, gì ôn thi ngon ơ đúng không? Bình thường thì cô lại không mua quyển đấy. Cô cứ tra trên quyển từ điển thôi. Ngày xưa cô thích đi mua từ điển. Cô đã có một quyển từ điển to đùng 3.000 từ rồi. 3.000 từ đâu? 10.000 từ chứ nhỉ? Nói chung là quyển giấy cộp thế này của Oxford, nhưng về sau cô cũng phải đi kiếm một quyển bỏ túi, từ điển bỏ túi của Oxford để thỉnh thoảng mang theo người để tra ấy. Chứ không, mình không thể bê cả cái quyển to đùng đi theo người được. Nên Oxford là... có bộ từ điển bỏ túi mà cô, có mỗi mấy trăm từ rồi. Ừ, cô thấy nó khá là Oxford Pocket Dictionary đúng không? Đấy là đấy. Quyển New Round Up của em đi cô. New Round đây. Up 3. Quyển này cô, gọi là cô. Quyển này như kiểu là kinh thánh của cô vậy. Này trước mang đi này. Ừ. Đấy, cô mua quyển này ít chính quyển này luôn. Còn ở nhà cô thì có cái quyển to đùng hơn, thì là cái quyển to này. Đó. Hồi trước cô mua quyển đấy là quyển New Round Up của em, lớp New Round Up 3 của em. À, New Round Up là một cái giáo trình đúng không con? New Round Up là một cái giáo trình mà. Ba. New Round Up là như cậu sách giáo khoa, cậu sách bài tập của. Đúng rồi, chính nó. Chắc là trường con học cái quyển này đúng không? Có vài trường học cái quyển cả quyển National Geographic. Nhanh đi cứu con. Ôi, bắt đầu nha. Trời đất. 22 bạn. Ôi, bắt đầu. Bạn nào chưa vào kịp thì vẫn có link ở trong phần chat, ra vào lại nhé. Miss gửi link lại được không ạ? Đấy, cô gửi vào trong đây, gửi lại nhé. Có phải con chưa vào được hả? Ok, vào lại nha. Do là con mấy con hết pin nên là một hồi đợi một hồi. Lúc nào mấy con hết pin vậy? Bình thường là cô mà dùng máy tính ấy, mà dùng lâu ấy thì cô phải cắm sạc liên tục. Đấy, con cắm sạc vào nhá. Ok, giờ bắt đầu. Chơi tiếp. Thank you.
Khó không? Yesterday mà lại điền là today. Rồi lát lát cô xem, lát cô xem. Ok xem nào. Today là câu nào nhỉ? Last night, last Saturday. Yesterday. Câu nào là câu today à con? Có thấy vẫn bình thường. Ở lát, lát xem nhé. Trương Khánh Linh bảo đấy. Cô đợi lúc bạn Lily ở phòng nha. Cô đợi lúc bạn Lily.
Em đâu cô đọc bắt học đấy á con. Đây á. Con đang ở số 6 hả? Cô ơi, cô xuống cho con xem. Đâu thủy Jenny. Jenny đây. Số thủy của con. Mấy bạn đi cô. Mấy bạn cũng là thải đi cô. Cô trực đây. Ôi, Bình An là không được rồi. Em nhá. Thôi, cô phải xin phép bạn Bình An là bạn làm lại nha. Cô không thể chấp nhận ra ở đây đâu. Đó đi ạ. Bạn này. Cô đứng tắt máy để cô. Rồi, chúng ta phải công bằng. Rồi, em ơi. Cô vào bước. Bạn kinh quá. Xem nha. Vâng. Rồi, chúng ta có động từ ít và là từ gì? It này. Rồi, ôi ha. Thế này mèo nhà chồng à con. Đang chuyện từ it, quá khứ là it nhá. It ate eaten. We didn't. Cô vừa nói là gì? Chúng ta có chậm từ đứt rồi thì watch không có chia nữa đúng không? Để nguyên thể. Đúng. When? Sẽ when. Đây là câu hỏi. Yes, no question. Did you? Ok, did là chậm từ của câu chuyện này. Millionaires? Cái gì? Từ tên mà sẽ chơi hả? Won the... À, từ tên của nhóm hay sao? Won the game last Friday. Ok, won, win, won, won. Vừa mới nói xong, bạn nào còn trả lời sai. Ôi ôi, Bình Dương ơi. Không để Việt Kỳ nhá, Việt Kỳ là sai. Ok, hát sang quá khứ là hát rồi. Câu này chắc cô không cần nói nhiều nữa. Thế mà accuracy vẫn có 56% là sao? Peter didn't saw, didn't see. Ok, nhớ. Didn't see, có trời ơi, chết rồi. Cô cũng sai mà. Con đúng. Cô bị nghĩ đến cái câu của bài trước. Last night. Cô ơi, last night có cái lạ lắm. Didn't go. The park with us. Ok. I cried. Ok, cry này phải biến đổi. Thêm bỏ y dài thay bằng y ngắn thêm y đi. I cried yesterday because I was sad. Ôi, cô còn có bạn coi như là động, coi như là cái này hả? Cry in. Vâng. Ờ, cô thấy nhiều bạn làm sai quá. Chúng ta đã học quá khứ. Quay. Cry in. My friend and I played. Ok. Coi như là play. Thì hiện tại chúng accuracy 60%. My mom gave given. Rồi ok. Được. Không phải không kịp lúc kết đâu cô. Oh my last question. I took the apple. Là blue kết đi cô. I didn't chưa xong do. Đã. Chưa xong đã. My mom and I make a delicious chocolate cake. Ok. Make. Thành make. Wookie. Did you drink? Ok. Chúng ta có động từ ở đây thì chúng ta phải trợ động từ chết. Có động từ là phải dùng trợ động từ nha. I didn't have. Ok. Did you wear? Wear là nguyên thể, wore là quá khứ, không được chọn nó bởi vì có chậm từ did rồi. Tại vì nó không có I fed. Feed là cho ăn, đây là nguyên thể. Đây là quá khứ của feed là fed. Feed. Bất quy tắc, đúng rồi. I swam, swim, đúng không? I swam in the pool last Saturday. Sao sao rồi? I didn't sing. Ok, I didn't sing. Có did nên để nguyên thể là sing. Cuối cùng. Did you buy anything at the mall yesterday? Ok. Cái từ đấy con đọc là gì? Các con học bot, cái từ này á. Không à, được bot. Thì trong câu nghi vấn không thể bot. Có động từ. Trong câu. Dễ nhớ. Nó không phải là không động thể từ có nguyên động thể. Từ được chia. Ừ, phải động từ nguyên thể. Ok. Xong. Look it. Look it thế luôn là cô tìm look it. Cô thấy look it. Bài của nó không được hay bằng ấy. Bài của nó không được hay bằng look it. À đúng rồi, cô còn không hay nhưng mà tụi con vẫn thích chơi cô. Ok. Okay. Này sao bây giờ chúng ta chơi cái gì bây giờ? 2 giờ luôn á. Bây giờ racing cô. Tower of Doom. Tower defense.
Chơi đúng rồi. Map, Sunny Meadow, Lost Desert, Abandoned Mine, Abandoned Mine. Này, cái này có giữa nha. Bắt đầu trời ơi, hết giờ rồi con ơi. Cái này khó đấy cô. Cả đây có, cả giờ đi cô. Chờ nó lốt cái link. Mỗi link nghe co, con chờ đấy. Đây, có rồi. Nó lốt link hơi lâu. Có bên nhà anh đi cô. Máy của cô sắp hết pin rồi này, cũng sẵn. Chơi đi con ơi. Nếu không vào được thì vào blocky.com cạnh chéo play và nhập code nhá. Các bạn không nhắn tin vào trong chat nữa để cô gửi lại link này. Ok. Game on baby, game on. Thật là nhanh nha. Nokia thần trưởng. Ok. Hôm nay cô không mang điện thoại về nên là cô không vào chơi cùng các con được. Cô bảo cô sợ vào chơi cô lại thắng á, nhưng hôm trước thì cũng hơi hay cho lắm. Thôi cái trò này khó cô. Cô ngồi ngoài cửa. Ok, bắt đầu nhá. Được chưa? Bạn nào chưa vào được? Cô từ cô em đang là cô từ điện. Nãy giờ còn 30 mấy, bây giờ xuống 29 rồi. Wow, nó có hiện luôn cả. Chơi gì nào cũng không biết luôn. Chơi đài của sao? Ăn được sao à? Đài cứ như mình bấm vô đó là mình sẽ có được. Thôi, con tập trung chơi đi. Con tập trung cả. Cô nghe tiếng chứa này cô thôi chứ rồi cô ơi. Sao? Có gì có tiếng ở nước ngoài nữa cô. Thế á? Cô. Thế chờ cô. Chờ cô tìm cô tìm trò khác cho. Ơ? Có tiếng nước ngoài nào? Cô xuống cuối cùng với cô ạ, con nhớ ra rồi, cái này có con biết rồi cô dịch ra cô. Con dịch ra. Câu nào viết đúng chính tả? Câu nào viết đúng chính tả lên Google dịch con tìm ra. Nếu mà một bạn không hiểu, các bạn cũng không hiểu đúng không? Câu nào con hiểu con làm. Đúng gì ấy? Cổng treo cái gì? Cô nghĩ là con đủ khả năng để hiểu cái câu này á. Câu nào là câu đúng không? Chọn đáp án đúng, cứ chọn đáp án đúng là được. Ui, mèo nhà chồng giỏi vậy. Ok, bạn chưa thành link rồi bạn. Snake. Này mà có mấy cái từ mà ngôn ngữ khó hiểu á, nên đi do Google dịch. Con không cần hiểu cái câu đấy, con chỉ cần chọn đáp án đúng thôi. Đáp án họ chọn, đáp án họ đúng, chọn rồi.
Bạn trước lại lên giỏi rồi. Cô thấy bỏ sang bạn khác đúng không? Lên. Annoying duck. Annoying duck. Three ducks fill up spots on your board. Nhìn vào hư không, cô nhìn vào tụi bạn xếp hạng. Ui, bạn Linh Trường, bạn bỏ xa các bạn khác quá luôn. Wow, có giữ được vị trí số 1 không? Có ba vị trí đầu tiên có Linh Trương, Linh nhà chồng và Vũ Thùy Dương. I know boss, a terrible enemy approaches next round. Final boss mới ghê chứ. Chúng ta còn 30 giây. Bạn Tom và bạn Ngọc không làm à? Bạn Sunflower, bạn Mai Mai hay bạn chứ? Ồ, có phải là các con bị cướp không? Có bị cướp kiểu sao của nhau không nhỉ? Wow. Không, bây giờ con bot nó... Em mất rồi. Ờ, chưa kiểu rồi. Rồi. Thế rồi. Em lại không hiểu cho lắm cô ạ. Không hiểu á? Vâng. Cô không được chơi. Mà bây giờ hiện tại cái máy của cô ấy đang tắt rồi. Lại đang... Rồi. Cứu cô. Cập cái này xuống em được. Ok. Cô ơi, cô. Con chết rồi. Chơi nó cứ làm sao ấy. Thôi lần sau mình chơi câu cá dễ hơn. Đúng rồi, chơi câu cá dễ hơn à? Ok. Chơi cái này hại mà cô. Chơi trò này khó hiểu quá. Khó hiểu, con khó hiểu chỗ nào, khó hiểu. Nãy giờ mà con không mua được cái con mà kiểu số 3 luôn ý. Thế á? Còn mua được mà mẹ. Em thấy hay mà cô. Em thấy trò này hay. Cô không biết nữa, bây giờ nhưng mà hiện tại máy của cô nó đang... Máy của cô bây giờ nó đang tắt mất rồi. Cô cũng không biết là tắt nó như nào đây. Thế thì bây giờ là 9 giờ 15 rồi. Con tự out ra khỏi phòng nhá. Thế cô sẽ xử lý lại cái máy của cô. Thế cô mới tắt được. Chết tôi rồi. Bye teacher. Ok, goodbye các con. Bye teacher. Hẹn gặp bye teacher. Bye teacher. Goodbye. Cô ấy cô không biết. À đây rồi, trở về rồi. Ngẫu Ok, bye 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 bye. Hẹn gặp lại vào chủ nhật. Good night, goodbye. Goodbye.